Chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại với hai non lớp hàng hiệu lướt chính hãng giá tốt. Và hôm nay em sẽ có một số mẫu giày rất đẹp muốn giới thiệu đến các bác. Chúng ta có LV Damier này. LV mẫu D các lô size bé, khóa vàng. Mẫu này bây giờ rất là ít và hiếm, rất là hiếm nhé. Các bác sẽ xem chi tiết ở phần sau của video nhé. Rồi chúng ta có Gucci Jordan này cũng là size bé. Chúng ta có Gucci mắt diều hâu này cũng size không những bé mà còn rất là bé. Nên là bác nào chân bé về theo dõi phần tiếp video nhé. Rồi chúng ta có size lớn hơn LV Monte Carlo da B. Rồi LV Major Loafer mẫu da khá là đẹp. Bác nào size chân 42 đang cần tìm một đôi LV đẳng cấp thì đây là một lựa chọn các bác có thể cân nhắc. LV Major Loafer của chất da Damier, một cái đôi giày đã rất nổi tiếng của nhà LV rồi. Chất da Damier sẽ với cái màu này, hôm trước em có giới thiệu con màu vàng nâu, còn con này thì màu xanh đen này thì cái màu nó an toàn hơn, nó trung tính hơn. Chúng ta có thể mang với những trang phục là tối màu, đó, màu đen hay các kiểu thì sử dụng đôi này là sẽ trầm tính hơn. Các bác có thể xem tình trạng của đôi LV Major này. Ở phần cuối của video em có một giới thiệu một đôi Monte Carlo rất là đẹp. Bác nào cố gắng đến lướt đến đấy để xem đôi Monte Carlo. Em cũng lâu rồi mới gặp lại. Còn đây là Major. Major là một trong ba kiểu giày tứ danh của LV. Chúng ta có Major Loafer, rồi Monte Carlo Mocassin và Hockenham Mocassin. Thì mẫu Loafer này nó có rất nhiều biến thể, nhưng mà biến thể Damier này vẫn là một trong những cái kiểu bán chạy nhất. Nó chỉ có một bộ khóa nhỏ khá là tinh tế, kèm theo đó là chất da Damier. Chúng ta có thể chăm sóc cái chất da này bằng khá đơn giản với các loại khăn sạch. Đôi giày này sẽ rất là bền nếu chúng ta chăm sóc đúng cách. Và bản thân cái da của Damier này nó cũng khá là tương đối là ok, đặc biệt là các giày đời cũ. Thì đôi đây là một đôi cổ điển Major, các bác cân nhắc nhé. Tiếp theo là một đôi loafer Gucci, con này thì size 39, tình trạng cực kỳ ngon. Các bác mà xem, có một số bác cùng gu với em nhìn thấy con này là nghiện rồi. Đây là một mẫu rất mới, bác xem đế Gucci Jordan size 39, size 5. Cái mẫu này rất là lịch sự với cái phần lắt giày. Với cái phần lắt giày được làm thon gọn và bộ khóa vàng đặc trưng, khóa vàng chóe. Đôi này chúng ta có thể phối với các trang phục lịch sự đồ tây. Rồi lúc bác mang đôi này vào sẽ giúp cho mình trông thanh lịch hơn, thậm chí giúp cho mình trông cao hơn. Đấy là tác dụng của đôi giày loafer mà có form dáng thon dài. Rất là đẹp nha các bác, tình trạng cực kỳ ngon mà giá thì tốt. Bây giờ kiếm đâu ra một con Gucci size thì bé, tình trạng thì ngon mà giá thì tốt như thế này. Quá đẹp luôn nha các bác, Gucci Jordan. Bác nào thì không thích những con mũi thon dài thì cân nhắc con Gucci này. Đây là một em Gucci, em hay gọi nó là Gucci mắt diều, khóa bằng thép không gỉ, màu bạc và form dáng của nó nịnh chân, rất là nịnh chân. Con này thì thậm chí là size 38 đến 38 rưỡi thôi. Đó. 38 đến 38 rưỡi thôi các bác ạ. Và tình trạng rất mới. Còn mấy con size bé này tình trạng anh ngon thế không biết. Con size 38 form nhỏ thôi. Về phần mu giày rất đẹp, rất mới. Còn phần đế giày thì đã được dán bảo vệ. Những con Gucci như này nó sẽ tạo điểm nhấn cho chúng ta ở cái khóa và cái vạt cờ xanh đỏ. Những đôi Gucci rất đơn giản, nó đã là những kiểu giày thương hiệu rồi. Mang rất là thích. Buổi sáng hay ngồi cà phê thấy đã bán giày nên ngồi cà phê thấy rất nhiều bác đi qua đi lại với các trang phục khác nhau.
Nhưng mà chỉ cần thấy một bác nào đó mặc một đôi giày Hoosbit, dù là mẫu Jordan hay là mẫu Hoosbit nào, miễn là của Gucci, thì tự nhiên thấy ông này có gu phết. Nó là một trong những cái nhận định của em. Còn đây là Mocha. Mẫu này thì nhiều bác chắc là đã có rồi, nhưng mà bác nào chưa có thì có thể cân nhắc. Mẫu này size 40. Mocha này thì êm chân rồi. Nhiều bác mang quăng quật đến cái đôi này, và độ bền nó thì rất là lớn. Dễ chăm. Da này thì chúng ta chỉ cần làm sạch rồi dưỡng là nó sẽ ngon lành. Tình trạng hàng lướt mới tầm 98%, 98-99%. Về cơ bản giày da nếu mà bác nào dùng giữ ấy, thì nó rất là bền. Chúng ta dùng về rồi chúng ta lau sạch, vệ sinh sạch, rồi để nó có cái form giày nhựa đút vào nữa thì không có hỏng được. Còn rất lâu nó mới hỏng. Đồ da nó bền ở chỗ đó. Thì đây là một đôi như thế, bác dùng khá là giữ giày nên tình trạng khá là ngon. Giá tốt nha bác, giá bên góc trái màn hình. Bác nào bổ kết thì nhắn cho em, ngó qua góc phải có số điện thoại Zalo. Gucci tắc ật rất là đẹp. Và đây là đôi LV Monte Carlo size 39 rưỡi. 39 rưỡi, size 51/2, 39 rưỡi, kể cả 39 rưỡi mà chân to cũng mang được. Đôi này là da B, da B, và cái phần khóa vàng của nó là điều mà em muốn, em thích nhất ở đôi này. Ngoài cái chất da này rất là bền, chất da này sẽ hạn chế được nhăn gãy nha các bác. Cái da sần này hạn chế nhăn gãy khá tốt. Nó về đấy, lòng lót còn rất là ngon. Lòng lót rất mới, mềm lắm, êm lắm. Thì cái khóa vàng này nó là cái bản khóa được mạ vàng giả cổ, chỉ có LV cổ điển mới làm được thôi. Còn kể cả bây giờ các mẫu LV ra sau này người ta cũng ít làm mẫu khóa này. Nó không phải vàng chóe mà nó cũng không phải màu bạc gì, mà nó là màu vàng, vàng giả cổ, màu nó vàng như vàng đồng ấy. Đó. Thì rất là đẹp, nó bắt rất là bắt nắng. Bây giờ các mẫu mới là nó ít làm mẫu khóa vàng này rồi, nó làm là vàng vàng bóng nhiều Ferragamo. Còn bây giờ LV là nó hay ra khóa trắng, các khóa đen, khóa vàng ít, rất là đẹp. Bác nào kết thì nhắn cho em qua Zalo nhé. Cảm ơn các bác.